Tin tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tại tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng qua địa bàn huyện Văn Lâm vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Sự việc xảy ra vào tối ngày 28 tháng 12 tại km 28 500 thuộc địa bàn xã Đại Đồng. Xe ô tô taxi mang biển kiểm soát 89A 07571 đang đi đến đường dây tàu hỏa thì gầm xe ô tô bị vướng vào thanh dây đường sắt. Lái xe đã chạy ra ngoài nhưng sau đó cố quay lại để cứu xe. Lúc đó, tàu hàng đang di chuyển theo hướng Hà Nội Hải Phòng chạy tới. Cú tông mạnh của tàu hỏa khiến cho xe ô tô bị biến dạng và tài xế tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Kiều Văn Lâm, sinh năm 1992 ở phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hảo.